Trải qua 6 tháng đầu năm 2022, EVN-MPC dù đã nỗ lực triển khai các dự án trọng điểm, nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên vẫn còn một số dự án trọng điểm cấp bách chưa thể triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện. Được biết, từ nay cho đến quý 3 năm 2023, EVN-MPC có 5 công trình cấp bách ưu tiên cần đẩy nhanh tiến độ, đó là trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, đường dây và trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn, trạm biến áp 220 kV Bá Thiện, trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn và trạm biến áp 220 kV Nghĩa Lộ. Đặc biệt là ở dự án xuất tuyến điện 110 kV sau trạm biến áp 220 kV Bắc Quang có chiều dài trên 42,8 km qua địa phận huyện Bắc Quang và Quang Bình, tỉnh Hà Giang là công trình trọng điểm quốc gia mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho EVN-MPC thực hiện. Việc hoàn thành đóng điện dự án này là rất quan trọng, sẽ đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội địa phương, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Hà Giang và các vùng lân cận, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện dự án đã hoàn thành phần lớn khối lượng các hạng mục của công trình, dự kiến đóng điện vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù được duyệt, không thống nhất được lịch cắt điện của công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc để thực hiện thi công các vị trí cột. Trước thực trạng này, EVN-MPC đã tập trung gặp gỡ các bên liên quan tại Bắc Quang, Hà Giang để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án chậm tiến độ. Trong đó, trước mắt phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc xã Hùng An, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Nhà máy Thủy điện Sông Bạc và các đơn vị liên quan đã nhất trí sớm nghiên cứu, thống nhất cụ thể thời gian cắt điện để thi công các hạng mục, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương, sự thống nhất, quyết liệt chặt chẽ giữa các bên để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu năng lượng.